Thưa quý vị và các bạn, Truyền Kiều không chỉ là kiệt tác vĩ đại của văn học Việt Nam mà còn là thi phẩm được nhiều người biết đến trên toàn thế giới. Dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Du, những nhân vật, những câu chuyện về Thúy Kiều Kim Trọng Hoạn Thư trở nên chân thật, sống động, gần gũi và làm thổn thức trái tim của biết bao thế hệ độc giả. Để hiểu hơn về điều này, mời quý vị cùng đến với chương trình Nguyễn Du và Truyền Kiều với câu chuyện về lời thề đính ước của Kim Kiều. Chuyện kể rằng, tại một vùng quê xứ Nghệ, có một nhóm thanh niên rất mê truyện Kiều, đến nỗi đi đâu cũng đưa truyện Kiều ra để đối đáp với chúng bạn. Hôm đó nghe đâu trong nhóm có chàng trai và cô gái cùng làng ngồi trò chuyện, thề nguyền, nhưng cũng chẳng biết thề với nhau thế nào. Cuối cùng chàng trai nói, chỉ cần em yêu anh có quyết tâm, xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang, và bằng mọi giá như Thúy Kiều với Kim Trọng là được, anh chẳng mong gì hơn. Cô gái hỏi chàng trai, vậy Thúy Kiều yêu Kim Trọng, họ thề với nhau thế nào? Anh kể em nghe. Được lời nói của nàng, chàng trai hào hứng nói luôn một mạch. Chuyện thế này, sau hôm đi tảo mộ Tiết Thanh Minh, hai người nhìn thấy nhau, đúng là tiếng sét ái tình. Kim Trọng đã khắc sâu hình bóng của nàng Kiều trong tim. Ngày hôm sau, Kim Trọng đã thuê một nhà trọ gần nhà của Vương Ông, mục đích là có thể tiếp tục gặp gỡ Thúy Kiều. Mà Thúy Kiều cũng có sự rung động với chàng Kim. Nhân khi cả nhà về ngoại, Thúy Kiều và Kim Trọng đã lén lút gặp nhau. Khi quay về, biết bố mẹ vẫn chưa về nhà, nàng Kiều đã có một quyết định rất táo bạo. Đó là vượt tường để sang gặp Kim Trọng lần nữa. Cửa ngoài vội rủ rèm che, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Em thấy họ quyết liệt không? Mạnh dạn như vậy mới được việc. Chàng trai nhắc khẽ. Đúng là ngày đó mà Thúy Kiều đã phá vỡ mọi rào cản để thể hiện được khao khát tình yêu, khao khát hạnh phúc chính đáng của mình. Quả là một sự táo bạo không phải ai cũng làm được. Em hãy nghe đây. Nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Đọc đến đây, trong đêm tối mà anh chàng nhìn rõ thấy đôi má cô gái ửng hồng, e thẹn. Chắc nàng đã hiểu, bởi cụ Nguyễn Du đã nói hết cho ta rồi còn gì. Chưa hết, tài năng Nguyễn Du đã đưa cuộc thề nguyền của Kim Kiều lên đỉnh cao của lông đại tình yêu. Đó là dưới ánh trăng sáng, trong không gian đầy thi vị, Kim Kiều đã bắt đầu nghi thức thề nguyền. Tiên thề cùng thảo một chương, tóc mây và dao vàng là những vật thật là thiêng liêng. Đó là lời thề đính ước cho buổi thề nguyền minh chứng tình yêu. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Tóc tơ căn vặn tức lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Vầng trăng đã trở thành nhân chứng cho cuộc tình của hai người. Vầng trăng đã theo suốt và chia sẻ nỗi truân chuyên của cuộc đời nàng Kiều. Có dịp anh sẽ kể thêm cho em nghe. Kia, em hãy nhìn xem, hôm nay trăng cũng đã lên trên ngọn núi phía đông nam kia rồi. Trăng cũng đã làm chứng cho câu chuyện tình yêu của hai ta rồi, đó thôi. Chân thành cảm ơn đã xem. Rất mong quý vị nhấn vào mục đăng ký và like share để động viên kênh.